Xin chào tất cả các bác và các anh em. Đúng ra cái nghề vang số của em thì là một cái nghề mà rất là vất vả. Phải nói rằng là khi mà phải nghiên cứu cài đặt những chiếc vang số của anh em gửi đến căn trình, cũng như là những chiếc vang số mà em nhập về em bán ấy, thì nó đòi hỏi cái thời gian, đòi hỏi cái sự nghiên cứu và cái sự thử âm, test âm. Nó rất là vất vả. Và cái lãi suất trên mỗi một chiếc vang số ấy, thì nó chỉ được vài trăm. Và kể cả là các anh em gửi đến cho em ấy, thì cái công em cũng là 300. Còn em nhập về em bán ấy, thì nó cũng chỉ là 300-400 thôi. Thế nhưng mà được một cái nó như thế này, lắm lúc thì em cũng thấy rằng là nó cũng hơi vất vả, nhưng mà cũng cảm thấy hãnh diện, bởi vì cũng được cái sự tin tưởng của rất nhiều các anh em ở các tỉnh thành gửi đến căn trình, từ miền Trung cho đến miền Nam, miền Bắc, miền Trung, miền Nam, đủ các tỉnh thành gửi vang số đến căn trình. Đấy nó cũng là một cái niềm hãnh diện của một cái người làm kỹ thuật. Thật sự với các anh em ấy là bán loa, bán mic, bán đẩy nó nhàn hơn bán vang số rất nhiều, bởi vì là loa test nó có check, có bát là được, nó không rè, không sôi là được. Đẩy cũng thế, đẩy khi mà chúng ta nhập về, chúng ta như vậy là cắm điện vào, lên điện, cắm nhạc vào, ra loa, ra tiếng là được. Hoặc là mic cũng thế, mic thì nó cũng đơn giản thôi, cũng có thể là chỉnh thêm một chút về cái độ dốc, hay là chỉnh thêm về cái volume ở trên mặt máy, cũng như là cái volume ở trong đầu thu, là có thể là bán được anh em được rồi. Thế nhưng mà khi làm một chiếc vang số ấy, thì nó đòi hỏi cái sự tỉ mỉ, cái sự mà khám phá, cái sự thử âm, test âm. Mặc dù thì em cũng trung niên rồi, nhưng một ngày em phải alo và hát rất nhiều đấy. Các bác thấy rằng là trước đây thì em alo thường xuyên, và bây giờ thì là trong quá trình cài đặt ấy, thì em cũng có hát. Chính vì cái hát ấy thì mình mới cảm nhận được cái sự nhuần nhuyễn, cảm nhận được cái sự nhuần nhuyễn khi mà mình cài cho các anh em. Ngoài cái vấn đề mà mình chỉ cần alo trên mic, mình đã biết được rằng là có được hay chưa, thì chúng ta cần phải hát để mà cảm nhận được rằng là cái độ nhuần nhuyễn nó như thế nào. Rồi khi mà chúng ta hát ấy, thì nó có cả nhạc vào, thì như vậy là mình nghe nhạc nó đã có cái sự mà nó đồng đều, hay là nó hòa quyện với phần mic hay phần sub hay chưa. Cho nên là gần đây thì em cũng có hát. Thế trước đây thì em chỉ cần alo thôi, thế nhưng mà gần đây thì em cũng có hát để mà kiểm tra được cái sự nhuần nhuyễn giữa phần mic, phần effect, phần nhạc và phần sub. Thì đây nó cũng là một cái mà nó sẽ là vất vả hơn, mệt hơn. Nhưng mà đổi lại thì khi các anh em nhận chiếc vang số của em căn chỉnh cũng như là em bán ấy, chắc chắn rằng là nó sẽ có một cái sự hài lòng tốt hơn, một cái hiệu suất cao hơn. Thì em lại chuyển sang làm chiếc vang số Battelle DK5000 bản nội địa Trung Quốc của chúng em Thái Bình gửi đến căn chỉnh. Thì em cũng đã gom theo 8 nhóm. Đây là nhóm 1 này. Bây giờ sẽ thử âm này. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 6 7 8 9 10 4 4 7 7 2 3 5 1 1 2. Đây là chế độ số 1 này. Chế độ số 2 này. 1 1 1 1 2 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 1 2. Và chế độ 3 này. Đây gom theo nhóm mà. Ở đây này, ở dưới đây là gom theo nhóm. Còn khi em nhận ấy thì là tích vào đây ấy, thì nó theo cái chế độ mà chúng ta sẽ chọn phần nhạc riêng, phần mic riêng, phần effect riêng. Nhưng mà để cho các anh em tiện ấy thì em gom theo nhóm. 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 6 7 8 9 10 4 4 7 10 2 3 5 1 1 2. Và bây giờ em sẽ thử một đoạn ở chế độ 1 nhé. Ở chế độ 1 hát cái bài lúc nãy em vừa mới hát này. Thank you.
Và chắc chắn rằng là chú em này nhận lại chiếc vang số bắt theo DK 5000 thì chắc chắn sẽ khá hài lòng ý.